Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch với nhiều giải pháp, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, lại vừa mang đến cho người lao động một cái Tết ấm áp, an toàn và tiết kiệm. Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã hoãn chương trình Tết Sum Vầy 2021, đồng thời yêu cầu các cấp công đoàn cơ sở chuyển hơn 2.300 vé xe miễn phí cho công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng yêu cầu rà soát, nắm bắt số lượng người lao động không thể về quê đón Tết do dịch bệnh để có kế hoạch chăm lo, bảo đảm mọi công nhân đều có Tết. Gần Tết này thì Ban chấp hành công đoàn thì rất quan tâm đến đời sống công nhân, như là tặng quà, động viên, đấy là món quà động viên tinh thần của cán bộ công nhân chúng tôi để tiếp tục công tác. Chờ của em nhà xa là em được hỗ trợ công đoàn cho xe đưa đón về quê ăn Tết. Và sau Tết được xe công ty đưa đón đến xe của công đoàn, cho xe đón đến để lại đến công ty làm việc. Ngày dịch Covid được quan tâm, được phát khẩu trang, bảo hộ tránh dịch và động viên những ngày khó khăn mà không có việc đi làm. Tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 215.000 công nhân viên chức lao động. Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên sẽ trao hơn 1.400 suất quà tới công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo, tặng vé xe, tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết với tổng trị giá hơn 1.400.000.000 đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cũng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân viên chức và người lao động. Đặc biệt là việc chăm lo Tết cho người lao động thì được chúng tôi linh hoạt chuyển các cái hoạt động tập trung đông người sang các hoạt động hướng về cơ sở và giao cho cơ sở triển khai thực hiện. Bên cạnh việc chăm lo Tết cho người lao động, cùng với tinh thần chống dịch như chống giặc, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã cấp phát 10.000 khẩu trang, 12 vạn chai nước rửa tay khử khuẩn và hỗ trợ kinh phí cho công đoàn cơ sở thực hiện phòng chống dịch, hỗ trợ gạo và tiền mặt cho 2.100 công nhân lao động gặp khó khăn trong mùa dịch với số tiền 1.250.000.000 đồng.